Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Văn Thắng Toyota. Thì hiện tại Thắng đang có mặt ở Toyota Hiroshima Tân Cảng, thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Đó, rất là nhiều xe qua sử dụng hôm nay trưng bày luôn. Đó, có tất cả những cái dòng như là Vios nè, Honda City, Kia Rio, rồi Camry, Fortuner, Innova. Đó, đa phần là những cái xe mà đã dọn xong hết rồi. Những cái xe đậu phía đây là những xe đã kiểm tra chất lượng mà làm đẹp xong nha quý anh chị. À, thì hôm nay thì Thắng sẽ đi cập nhật nhanh ba chiếc xe mà mới vừa về hồi chiều tối ngày hôm qua để cho quý anh chị chúng ta thông tin nhanh những chiếc xe đang tìm sở hữu những mẫu xe nào á. Thì chúng ta thông qua clip này thì quý anh chị chúng ta thấy yêu thích cái mẫu xe nào thì hãy gọi nhanh cho Thắng, Thắng sẽ tư vấn quý anh chị cụ thể hơn nha. Thì Thắng chỉ quay sơ bộ về xe thôi nha quý anh chị, còn về chất lượng xe thì vẫn như thường lệ thôi, cam kết không có đâm đụng tai nạn, không ngập nước và không tua đồng hồ. Ngoài ra thì sau khi quý anh chị chúng ta mua xe qua sử dụng bên công ty Toyota bên Thắng á thì sẽ được bảo hành thêm 1 năm hoặc là 20.000 km về động cơ và hộp số nha. Thắng sẽ đi cập nhật nhanh. Đầu tiên là chiếc Toyota Corolla Altis 1.8e nha quý anh chị. Đó, màu trắng nè. Xe này sản xuất năm 2020, đi được 24.000 km rồi. Và tối ngày hôm qua chưa có được dọn gì hết nè. Chắc xe nè, cản thì có một số vết xước nhỏ nha quý anh chị. Lốp thì lốp zin theo xe. Xe còn rất là đẹp luôn, màu trắng. Thì nếu như quý anh chị nào chúng ta đang yêu thích cái màu trắng này á, có thể lựa chọn cái mẫu xe này để chúng ta đi gia đình nha. Rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Mặc dù chưa dọn, chưa làm gì hết. Altis 1.8e 2020 sản xuất chạy được 24.000 km. Xe này thì bên Thắng dự kiến chào bán mức giá là 697 triệu nha quý anh chị. Dự kiến chào bán là 697 triệu. Nội thất xe này quý anh chị. Đây. Rất là đẹp luôn. Xe này thì chắc khoảng một tuần lễ nữa mới xong nha quý anh chị. Tuần lễ nữa thì mới làm đẹp xong. Thì cái giá 697 triệu là đã bao gồm tiền kiểm tra chất lượng mà làm đẹp luôn nha, chứ không có quý anh chị chúng ta không có đóng thêm phần nào nữa nha quý anh chị. Thì nếu như quý anh chị chúng ta yêu thích thì lên coi xe thực tế đi, coi xong thì chúng ta cọc thôi, cọc khi nào mà xe hoàn thiện á thì chúng ta đóng đủ tiền mà nhận xe. Đó là quy trình bán xe công ty bên Thắng rất rõ ràng luôn. Thì quý anh chị chúng ta có được quyền coi những cái xe chưa được làm đẹp để chúng ta biết được cái xe thực tế nha. Đó là chiếc đầu tiên mà Thắng muốn mang đến cho quý anh chị. Chiếc thứ hai là chiếc Toyota Innova 2.0e nha quý anh chị. Phiên bản số sàn, sản xuất năm 2018. Xe này thì đúng nghĩa xe gia đình luôn, chạy được có 55.000 km rồi. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì rất nhiều khách hàng đã lên coi xe nè. Cái dòng Innova mà chạy gia đình mà số sàn á, 2018 đi được có 50.000 á thì cực kỳ là hiếm luôn. Xe màu đồng bánh kim nha quý anh chị, chưa dọn gì hết, nước sơn rất là liên lạc luôn. Theo Thắng nhìn thấy thì nước sơn này là cửa nẻo sơn zin theo xe luôn nha quý anh chị. Sơn zin lúc mua mới luôn á, mang biển số thành phố luôn. Thì nếu như quý anh chị nào chúng ta đang có hộ khẩu thành phố á, chúng ta tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Xe này thì bên công ty Thắng dự kiến chào bán mức giá 623 triệu nha quý anh chị. 2018 màu đồng, lớp zin theo xe, đi chỉ được có 50.000 thôi. Đây nội thất là quý anh chị, lên bộ ghế da đầu DVD, rồi trần 3D, rồi chải sàn. Một chiếc xe nói chung theo đánh giá của Thắng thì hoàn hảo nha quý anh chị. Xe thì vẫn cam kết chung không cắn đụng tai nạn, không ngập nước, không tua đồng hồ nha. Quý anh chị chúng ta yên tâm về phần chất lượng, chúng ta đã vô hãng chúng ta mua rồi thì chúng ta sẽ được những cái lợi thế đó. Xe thì có sao nó vậy, đúng chất lượng, đúng cam kết, có sổ bảo hành tại hãng luôn. Rồi, Innova số sàn 2018 màu đồng bánh kim, đi được 50.000 km, giá 623 triệu nha quý anh chị. Rồi, một chiếc xe cực kỳ là cũng hiếm luôn, đó chính là Fortuner máy dầu số sàn nha quý anh chị. Màu trắng. Xe này sản xuất 2018, đi được 58.000 km đây. Sản xuất 2018 đi được 58.000 km. Sở hữu một cái màu trắng ngọc trai nha quý anh chị. Trắng ngọc trai rất là đặc biệt. Xe này mang biển số Kiên Giang nè. Về hồi tối ngày hôm qua lúc 11 giờ đêm á. Sáng nay chưa rửa gì hết, nguyên trạng cái xe luôn. Xe này thì Thắng chỉ biết giá dự kiến là 930 triệu thôi. Còn về chìa khóa chưa được sở hữu cái chìa khóa để mà mở cửa luôn, cho nên là chỉ quay cho anh chị phần ngoài thôi nha. Bốn lớp thì zin theo xe và lớp dự phòng chưa hạ. Phụ kiện thì có thể nói là full, dán phim che mưa chắn cửa. Phụ kiện full nha quý anh chị. Xe rất là đẹp luôn. Khách hàng cũng đang coi xe nè. Thì nếu như quý anh chị đang quan tâm thì hãy gọi cho Thắng đi, Thắng sẽ hỗ trợ lên coi xe thực tế, chúng ta lái thử nha quý anh chị. Lái thử những lúc mà chiếc xe chưa được làm đẹp như thế này nè, chúng ta biết được cái chất xe. Và khi sau khi quý anh chị chúng ta đặt cọc á, sau khi xe hoàn thiện hết á, thì chúng ta lên đóng đủ tiền và nhận xe. Đó là quy trình bán xe bên công ty bên Thắng nha. Rất là rõ ràng. Ba chiếc xe về hồi tối ngày hôm qua,
Antis 2020 số tự động, Innova số sàn 2018 và Fortuner máy dầu số sàn nhập khẩu 2018 nha quý anh chị. Ba chiếc xe. Thì nếu như quý anh chị nào chúng ta quan tâm mẫu xe nào thì hãy gọi cho Thắng, Thắng sẽ tư vấn quý anh chị cụ thể hơn nha. Ngoài ra thì bên Thắng còn rất là nhiều những mẫu xe khác như là Fortuner máy xăng 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 luôn. Fortuner máy xăng thì tất cả các đời đều có nha quý anh chị. Đều là xe đẹp hết. Innova thì có 2017, 2018, 2019. Rồi Camry thì có Camry 2.5Q 2019. Thì nếu như quý anh chị chúng ta đang tìm mẫu xe nào á thì hãy gọi cho Thắng đi. Thắng sẽ cập nhật nhanh những cái xe mà bên Thắng đang có để cho quý anh chị chúng ta nắm, rồi hỗ trợ quý anh chị chúng ta coi xe thực tế lái thử nha. Ngoài ra thì bên Thắng cũng đẩy mạnh thu vào tất cả những mẫu xe qua sử dụng của các hãng như là Toyota nè, Honda, Kia, Mazda nè. Thì nếu như quý anh chị chúng ta đang cần bán lại xe để mà đổi xe, nâng cấp đời xe hay là cần tiền kinh doanh gì đó thì hãy gọi cho Thắng, Thắng sẽ tư vấn về cái giá cả cũng như là cái thủ tục mua bán cho quý anh chị chúng ta nắm nha. Rồi sau đó hỗ trợ quý anh chị mua vào với mức giá cao nhất có thể luôn để cho quý anh chị chúng ta giao dịch an toàn và được cái giá tốt nhất nha quý anh chị. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem clip cập nhật ba chiếc xe mới về trong buổi tối của Thắng ngày hôm nay, và hẹn gặp lại quý anh chị ở những clip lần sau nha. Xin chào.